Congratulations, congratulations, congratulations to you. Rồi, thổ cắt 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 thổi thổi. Mình ta thú vị dùng chữ congratulations to you tháng tội nghiệp chứ ha. Cha về đây là cha mang gánh nặng vào hai vai cha, chứ đâu phải cái gì vui đâu mà congratulations. Nhưng thôi để mình hát thì an ủi cha, để cho cha có nhiều nghị lực mà phấn đấu trong những thời gian sắp tới đây, phải không cha? Theo cái từ ngữ của nhà đạo, mình nói là tất cả là hồng ân. Dù những chuyện vui, chuyện buồn hay những chuyện sướng hay khổ đều là hồng ân của Chúa ban cho. Vì vậy mà mỗi người trong cộng đoàn là hồng ân mà Chúa ban cho con để con được phục vụ. Vì vậy mà con xin được cảm ơn tất cả quý ông bà anh chị em đã có tấm lòng để đón nhận con như là một thành viên trong gia đình. Và nhiều người nói với con là chuẩn bị đi về làm dâu. Ở đây không biết có ai là làm dâu của những người mẹ chồng người Bắc không ạ? Dâu trăm họ à? Thì biết là cái sự lễ nghĩa rồi những cái nghi lễ nó như thế nào. Rồi những người mẹ chồng người miền Nam thì nó có sự khác nhau ra sao? Dễ dàng. Và những người mẹ chồng ở người miền Trung thì cũng có những cái nghi thức riêng. Con về thì chắc là ba miền gộp lại thì chắc chắn là cộng lại được cả ba. Vì vậy mà nó cũng có nhiều khó khăn. Thì thôi xin các chị em, các anh em, rồi các cô, các bác, các chú, các dì, các cậu, các mợ, các thím, các em thì cũng gọi là bỏ qua cho những gì chưa phải và động viên thêm cho những gì chưa tốt, để rồi con có thể làm được tốt hơn. Một lần nữa con xin chân thành cảm ơn tất cả quý ông bà anh chị em. Cảm ơn cha, cha yên trí đi. Chị dâu em dâu mấy người đây dễ thương lắm. Dễ thương lắm cha. Rồi bây giờ mấy chị em giúp cắt bánh rồi để chuyển đến tất cả mọi người để chúng ta cùng chia sẻ niềm vui của cộng đoàn năm nay nhé. Thank you. You can. Rồi chương trình karaoke tiếp tục.